xin chào các bạn trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chú rùa con xinh xắn như thế này ha đây là toàn bộ xung quanh phần thân rùa nè mai rùa bốn chân đuôi và đầu ha mẫu này thì đường kính của mai rùa mình sẽ làm tầm khoảng 10 cm các bạn có thể tăng giảm size để mình có thể sử dụng làm móc khóa hoặc mình cũng có thể làm thú ôm cũng được ha mình cũng có thể thay đổi màu tùy thích để làm được mẫu này thì mình sẽ sử dụng len mew cotton 125 g kim 2,5 mm, gòn nhồi, mắt cũng như là kim khâu ha. Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên thì các bạn cần tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này ha, móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 6 mũi móc đơn. Mũi móc đơn đầu tiên. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu khi có được sáu mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên rồi lấy sợi len ngắn guốc thật mạnh lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc vào đây một mũi dời khi kết thúc mũi dời thì các bạn kéo dài cho mình sợi len lên một tí sau đó mình sẽ guốc thật mạnh lại cho cái vòng tròn của mình nhỏ lại khi guốc thì các bạn có thể kéo về phía bên tay mà mình cầm kim móc ha móc lên một mũi móc xích Vòng đầu tiên hoàn tất có 6 mũi móc đơn sẽ tạo ra 6 chân cho vòng thứ hai. Vòng thứ hai các bạn sẽ móc cho mình mũi tăng vào 6 cái chân đó. Mũi tăng tức là ta sẽ móc 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc vòng đầu nè. Móc vào đây mũi tăng. Là hai mũi móc đơn cùng chân móc ha. Sau đó làm tương tự cho mình cho 5 chân còn lại. Mỗi chân ta sẽ móc mũi tăng. Chân thứ hai nè. Tiếp tục chân thứ ba cũng móc mũi tăng. Chân thứ tư tương tự, móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc. Tiếp tục chân thứ năm móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Và chân thứ sáu tương tự ha, móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được vòng móc thứ hai, tăng lên được 6 mũi, ta có 12 mũi cho vòng móc này. Kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Kéo lên và guốc lại nè, kéo về phía tay mặt một tí ha lên một buổi móc xích tiếp tục đến vòng móc thứ ba thì móc cho mình theo công thức như sau chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc vòng đầu móc vào một buổi móc đơn Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên chân thứ hai móc cho mình mũi tăng như vậy là mình sẽ có được cụm móc như thế này ha một mũi đơn và một mũi tăng nè các bạn móc xen kẽ cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng một buổi móc đơn sau đó là mũi tăng. Mình sẽ có được cụm móc thứ hai. Cụm móc thứ sáu sẽ nằm ở hai chân cuối cùng ha. Một móc đơn, sau đó là mũi tăng sẽ nằm ở chân cuối cùng nè. Khi kết thúc được vòng móc này mình cũng tăng lên được 6 mũi móc, tức là ta sẽ có được tổng cộng là 6 cụm móc như thế này. Tiếp tục kết thúc vòng thì cũng đâm kim vào chân của mũi đầu tiên, móc một mũi dời. Ở đây cái vòng thứ ba mình hoàn tất, sau đó đến vòng thứ tư mình muốn thay màu cho cái họa tiết của mình á thì để thay màu các bạn khoan hãy kết nối hàng mà mình sẽ kéo dài cái sợi len một tí Sau đó ở đây cái chân mũi đơn cuối cùng nè Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái đường của cái chân mũi đơn đó Và một cái đường nằm thẳng ở đây Đâm kim vào hai cái đường như thế này ha Sau đó mình sẽ đưa cái sợi len khác màu ra phía sau Chưa một đoạn vừa đủ dài ha Kéo cái sợi len khác màu qua hai cái đường trên kim nè khi trên kim đã đổi được màu rồi mình sẽ đâm kim vào chân của mũi đầu tiên, móc vào đó một mũi dời, guốc lại cho mũi dời nhỏ lại và lên một xích. Sau đó dùng cái sợi len màu xanh lá kéo lại ha. Như vậy là ta đã thay màu được cho họa tiết của mình rồi nè. Khi móc tiếp cái hàng móc thứ tư thì các bạn nhớ kéo căng cho mình các cái đường móc ở phía sau ra ha. Và khi móc cái sợi len xanh lá mình không cần phải giấu vào trong mũi móc, các bạn chỉ cần kéo căng cho mình cái sợi len màu xanh ngọc thôi. Sau đó mình sẽ móc dấu sợi len xanh ngọc Hàng móc thứ tư mình sẽ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên một mũi. Hàng phía dưới của mình là một mũi móc đơn sau đó là mũi tăng thì hàng kế tiếp tăng tịnh tiến lên mình sẽ có hai mũi móc đơn mỗi chân ha. Khi móc nhớ dấu sẽ len màu xanh ngọc nha. Móc cho mình hai chân đầu tiên mỗi chân là một mũi móc đơn nè. Chân đầu tiên và chân thứ hai cũng móc một mũi móc đơn. Khi có được hai mũi móc đơn vào mỗi chân rồi thì chân kế tiếp sẽ móc cho mình là mũi tăng mũi tăng tức là mình sẽ móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc như vậy là ở vòng móc thứ tư này mình sẽ có cụm móc như thế này ha hai mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng các bạn móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng và để ý cho mình ở cái hàng móc này nè các bạn để ý cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân của mình nè lúc này của mình là có hai mũi móc đơn mỗi chân hai mũi là số chẵn các bạn có thể đảo công thức cho mình ở vòng móc này ha Thì đảo công thức mình sẽ chia đôi cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân ra ở đây mình có hai mũi chia đôi ra thì mỗi bên sẽ là một mũi. Mình sẽ đưa cái mũi tăng vào chính giữa ha. Các bạn có thể móc cho mình ở hàng này như sau. Ta móc vào chân đầu tiên một mũi móc đơn rồi, chân thứ hai sẽ móc cho mình mũi tăng. Chân thứ ba sẽ móc một mũi móc đơn. Như vậy là mình sẽ có được cụm móc như thế này ha. Một móc đơn, một tăng và một đơn, cộng lại mình cũng có là hai mũi đơn mỗi chân sau đó là mũi tăng. Móc tương tự cho mình cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Việc mà mình đảo công thức như vậy nó sẽ giúp cho cái vòng tròn của mình khi mà mình tăng mũi nhiều nó sẽ tròn đều chứ nó không có bị tạo cái hình lục giác ha. Mình có được cụm móc thứ hai này, móc tương tự cho đến cuối vòng. Khi móc đến cuối vòng thì ba chân móc cuối cùng cũng tạo cho mình được cái cụm cuối cùng ha. Ta có một đơn, một tăng, sau đó là một đơn ở chân cuối cùng. Như vậy là hoàn tất vòng móc này mình sẽ có tổng cộng là 6 cái cụm móc như thế này, tăng được 6 mũi cho vòng này ha. Tiếp tục kết thúc vòng Thì vòng kế tiếp mình muốn thay màu xanh lá Các bạn sẽ kéo dài cho mình cái sợi len màu xanh ngọc lên Để mình thay màu cho màu xanh lá ha Kéo dài cái sợi len xanh ngọc lên Sau đó cũng đâm kim tương tự như cách mà mình thay màu xanh ngọc vào á Đâm kim vào cái đường móc của xanh ngọc này Và cái đường móc nằm phía dưới Thả cái sợi len xanh ngọc xuống dưới Và nắm sợi len màu xanh lá lên tay Kéo sợi len xanh lá qua hai đường trên kim Sau đó đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên Móc một mũi dời Gút lại cho mũi giờ nhỏ lại ha Và kéo cái sợi xanh ngọc xuống Ta đã thay màu được cho cái vòng móc tiếp theo rồi nè Nhớ ha khi kéo các bạn kéo cho cái đường móc của mình nó về phía tay mặt Để cái đường móc của mình á Khi mà mình gút lại nó sẽ dễ hơn Tiếp tục đến vòng móc kế tiếp Thì mình cũng tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên một mũi So với hàng phía dưới Thì hàng phía dưới của mình làm hai móc đơn Sau đó là mũi tăng Mình có đảo công thức ở vòng này ha thì để tăng tịnh tiến tí, các bạn tiếp tục tăng cho mình cái số mũi móc đơn lẻ lên Ở đây của mình hai mũi mỗi chân thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình là ba mũi mỗi chân Móc cho mình ba chân liên tiếp mỗi chân là một mũi nè Khi móc thì nhớ dấu sợi len xanh ngọc nha Mũi đầu tiên Mũi thứ hai vào chân thứ hai Và mũi thứ ba vào chân thứ ba Khi có được ba mũi móc đơn vào mỗi chân rồi thì chân kế tiếp móc cho mình mũi tăng Mũi tăng cũng là hai mũi móc đơn vào cùng chân móc ha mình sẽ tăng hơn cái hàng phía dưới một mũi móc đơn rồi nè. Chân kế tiếp móc mũi tăng. Để ý cho mình ở cái hàng móc này, công thức của nó sẽ là 3 mũi mỗi chân và mũi tăng. Thì 3 mũi mỗi chân là số lẻ nên mình sẽ không đảo công thức mà cứ móc tương tự như vậy cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ha thì khi móc đến kết thúc vòng mình sẽ có tổng cộng là 6 cụm móc. Các cái hàng móc bên trên mà mình tăng nè, mỗi hàng móc như vậy mình sẽ có tổng cộng là 6 cụm. Cụm thứ ba nè. Cụm thứ tư nè. Cụm thứ năm nè. Và cụm thứ sáu. Thì mình muốn tạo những cái đường gân trên mai rùa, mình sẽ tạo 6 cái đường gân trên mai rùa thì các bạn sẽ tạo cho mình ở chân móc cuối cùng của mỗi cụm ở mỗi vòng ha. Đây các bạn có thể để ý trên mai rùa của mình nè, nó sẽ có 6 đường móc. Thì những cái đường móc thay màu này mình sẽ móc ở chân cuối cùng của mỗi cụm. Thì cái cụm mà mình đang móc nè, chân cuối cùng là cái chân mà mình móc mũi tăng á. Các bạn sẽ tháo cho mình cái mũi cuối cùng ra. Sau đó ta sẽ thay màu ha. Thay vì ở đây á, cái chân cuối cùng của mình là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Thì các bạn sẽ móc cho mình mũi móc đơn đầu tiên. Vào chân đầu tiên nè. Sau đó đến cái mũi thứ hai thì mình cũng đâm kim cách thay màu giống như cách thay màu ở mỗi vòng á. Mình cũng đâm kim vào cái đường móc của cái chân móc đó và cái đường móc bên dưới ha. Thả sợi len xanh lá và đưa sợi len xanh ngọc lên trên kim. Kéo sợi len xanh ngọc qua. Sau đó móc tiếp một mũi móc đơn cũng vào cái chân móc đó luôn để mình tạo cái mũi tăng. Đây, cũng vào cái chân móc mình móc cái mũi xanh lá luôn nè. Sau đó mình kéo lại cho cái sợi xanh lá nó rút xuống Như vậy là mình cũng có được cái cụm móc như thế này ha ba mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng Và cái mũi cuối cùng của cái cụm này mình cũng thay màu rồi nè Tiếp tục đến cụm móc kế tiếp thì cụm móc kế tiếp mình bắt đầu là màu xanh lá Nên các bạn sẽ thay màu lại cho mình ha Thay màu thì tương tự kéo dài cái sợi len lên Đâm kim vào cái đường của xanh ngọc Vào hai đường ha Thả sợi xanh ngọc và cầm sợi xanh lá lên Kéo sợi xanh lá qua hai chân sau đó móc cụm thứ hai ba mũi mỗi chân nè khi móc mũi đầu tiên rồi ha giấu cho mình cái sợi len thừa nha, của cái phần xanh ngọc nè tiếp tục mũi thứ hai khi móc nhớ giấu cái sợi xanh ngọc nha mũi thứ hai nè mũi thứ ba được ba mũi mỗi chân thì chân kế tiếp sẽ móc mũi tăng tức là hai mũi móc đơn cùng chân móc nhưng mà mình sẽ thay màu ở cái chân cuối cùng của cụm này thì cái mũi cuối cùng của cụm này nó sẽ nằm ở cái chân mà mình móc vào cùng chân móc ha mình cũng thay màu lên nè sau đó tiếp tục móc vào cái chân móc đó một mũi móc đơn nữa để ta có mũi móc đơn thứ hai ha kéo cho cái sợi xanh lá xuống ta sẽ có được cụm thứ hai sau đó tiếp tục thay màu cho mình để mình tạo cụm thứ ba ha móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng Lưu ý là khi các bạn móc các bạn nhớ giấu cho mình cái sợi len khác màu đó vào trong mũi móc luôn nha Để cho cái đường móc nó đi theo về cuối hàng Sau khi móc đến cuối hàng nè, cụm cuối cùng nè, ba mũi móc đơn mỗi chân, sau đó là mũi tăng Mình cũng thay màu ở chân cuối cùng của cụm ha Móc tiếp một mũi móc đơn vào chân cuối cùng đó nè Ta sẽ có được cụm móc cuối cùng ha, cụm thứ sáu của vòng này kéo sợi len xanh lá xuống nè như vậy là mình sẽ tạo ra được tổng cộng là 6 cái đường gân cho mai rùa của mình nè thay màu ở 6 cụm ha để tiếp tục vòng tiếp theo thì mình sẽ thay màu để mình móc cái cụm tiếp theo của hàng tiếp theo ha tam kim vào chân của mũi đầu tiên móc một mũi dời kéo sợi len lên một tí sau đó guốc lại về phía bên tay mà mình cầm là kim móc á lên một mũi móc xích ta sẽ có được 6 cái đường gân cho mai rùa thay màu nè Vòng móc kế tiếp tiếp tục tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi Thì vòng phía trên của mình là 3 mũi móc đơn mỗi chân Sau đó là mũi tăng Thì các bạn sẽ móc cho mình là 4 mũi mỗi chân Sau đó là mũi tăng ha Thì ở vòng móc này mình sẽ có cụm nè Các bạn móc cho mình là 4 chân liên tiếp Mỗi chân là một mũi móc đơn Mũi đầu tiên nè Khi móc thì nhớ giấu theo cái sợi len màu xanh ngọc vào trong mũi móc nha mũi thứ hai mũi thứ ba mũi thứ tư khi có được bốn mũi móc đơn vào bốn chân rồi nè tăng tịnh tiến hơn so với hàng bên trên một mũi thì tiếp tục chân kế tiếp sẽ móc cho mình mũi tăng hai mũi móc đơn vào cùng chân móc ha thì ở vòng móc này mình sẽ có được cụm móc như thế này bốn mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng lúc này để ý ở cái mũi móc đơn mỗi chân á lúc này của mình đang là số chẵn ha bốn mũi là số chẵn nên ở hàng này mình sẽ đảo công thức bốn mũi này các bạn sẽ chia đôi cho mình mỗi bên là hai mũi mình sẽ đưa cái mũi tăng vào chính giữa thì ở vòng này các bạn sẽ đảo cho mình như sau mình sẽ móc hai mũi móc đơn mỗi chân trước sau đó chân kế tiếp mình sẽ móc mũi tăng còn lại hai mũi móc đơn thì mình sẽ móc vào hai chân kế bên ha như vậy là mình đảo công thức sẽ có được cụm móc như thế này hai mũi mỗi chân mũi tăng và hai mũi mỗi chân cộng lại mình cũng có được bốn mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng ha đây là cụm đầu tiên của cái hàng móc này thì mình muốn thay màu ở cái chân cuối cùng của cụm chân cuối cùng của cụm là chân của mũi móc đơn này nè nên khi thay màu các bạn sẽ làm tương tự như các hàng bên dưới ha và cái điểm thay màu này nó cũng thẳng hàng với cái mũi thay màu bên trên nè tháo cái mũi cuối cùng ra sau đó mình sẽ thay màu đâm vào hai đường móc của cái mũi móc đơn kế cuối kéo sợi len xanh ngọc qua sau đó móc vào cái chân cuối cùng của cụm này một mũi móc đơn cũng là cái chân thẳng hàng với mũi thay màu bên trên ha khi móc thì nhớ giấu sợi len màu xanh lá nha kéo sợi len xanh lá lại thì ta sẽ hoàn tất được cụm đầu tiên của hàng móc này hai mũi mỗi chân mũi tăng và hai mũi mỗi chân móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ha thì chân đầu tiên của cụm thứ hai á, mình à, móc màu xanh lá nên mình sẽ thay màu nè kéo dài sợi len đâm kim vào hai đường móc kéo sợi len xanh lá qua trên kim tiếp tục móc cụm thứ hai ha bốn mũi mỗi chân móc thì nhớ dấu sợi len xanh ngọc ha móc mũi đầu tiên thì guốc lại cho cái sợi xanh ngọc của mình nó sát xuống sau đó móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng hai mũi mỗi chân nè sau đó là mũi tăng tiếp tục sẽ là hai mũi mỗi chân khi móc cái chân kế cuối thì mình sẽ thay màu để móc cái chân cuối cùng nha Kéo lại nè, sau đó tiếp tục thay màu để móc cụm tiếp theo Sau khi hoàn tất được đến cuối vòng thì cái đường gân của mai rùa nó sẽ có cái độ dài xuống ha Tiếp tục kết thúc vòng thì cũng thay màu Sau đó mình đâm kim vào chân đầu tiên móc một mũi dời Guốc lại nè Móc lên một mũi móc xích Vòng móc kế tiếp các bạn cũng tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ so với cái hàng bên trên lên Mình có 4 mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng Thì hàng kế tiếp sẽ là 5 mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng ha Móc cho mình 5 mũi mỗi chân nè Mũi đầu tiên vào chân đầu tiên thì khi móc nhớ dấu sợi len màu xanh ngọc nha mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư và mũi thứ năm, được năm mũi mỗi chân tăng tịnh tiến so với hàng bên trên một mũi rồi thì chân kế tiếp sẽ móc mũi tăng, hai mũi móc đơn cùng chân móc. thì vòng này mình sẽ có được cụm móc như thế này ha, thì cái mũi cuối cùng của cụm này lúc này nó sẽ là cái chân mà mình móc vào cùng chân móc á, là cái mũi tăng á, thì cái mũi kế cuối đó các bạn cũng thay màu cho mình mình sẽ tháo cái mũi cuối cùng ra ha thay màu ở cái chân kế cuối nè như vậy là cái mũi thay màu nó sẽ nằm ở cùng chân với mũi kế cuối ha tiếp tục móc tương tự cho mình cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng sau đó các bạn cứ móc cho mình tăng thêm nhiều vòng móc như vậy nữa Mỗi vòng móc thì cứ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi cho từng hàng móc và nhớ cho mình ha khi mà mình gặp những cái hàng móc mà cái có cái số mũi móc đơn là em mỗi chân là số chẵn thì các bạn sẽ đảo công thức cho mình để cho cái phần mai rùa của mình khi mà mình tăng size nhiều á nó sẽ tròn đều hơn ha đối với size này thì mình sẽ tăng lên tổng cộng là 10 vòng móc tính luôn từ vòng đầu tiên ha thì phần mai rùa của mình nó sẽ có cái độ dài và cái đường gân nó cũng dài ra hơn nè Tiếp tục đến vòng móc kế tiếp thì khi mình đã có được đường kính của mai rùa rồi Thì mình sẽ không tăng mũi ở căn phòng kế tiếp nữa Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc Khi móc mình cũng giấu sợi len xanh ngọc nè Để cho cái đường gân của mình nó tiếp tục nối tiếp xuống phía dưới á, Thì các bạn cũng thay màu cho mình ở chân kế cuối ha Chân kế cuối tức là cái chân sát với cái mũi màu xanh ngọc này là chân kế cuối Thì chân đó lúc này các bạn sẽ kéo dài sợi len lên sau đó mình thay màu Đâm kim vào cái chân của màu xanh ngọc đó, móc một mũi móc đơn Sau đó guốc sợi xanh lá lại ha, như vậy là đường gân của mình nó tiếp tục nối dài ra hơn nè. Các bạn tiếp tục thay màu để mình móc màu xanh lá. Khi móc thì nhớ giấu các cái sợi len vào trong mũi móc luôn để cho hai sợi len của mình nó đi cùng nhau ha. Móc tương tự cho đến cuối vòng sau đó móc thêm nhiều vòng móc như vậy nữa. Thì ở đây mình sẽ móc thêm tổng cộng là 3 vòng móc đều ha cho cái phần xanh lá. Ở đây mình đã móc lên tổng cộng là 3 hàng móc đều nhau như thế này, nó sẽ có được cái chiều cao cho phần mai ruồng như thế này ha. thì tiếp tục hàng kế tiếp mình sẽ sử dụng màu xanh ngọc để mình kết thúc cái phần uh, mai, cái phần gân của mai ở đây. lúc này hàng kế tiếp mình sử dụng màu xanh ngọc nên các bạn sẽ không cần phải thay màu nữa. mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên móc một mũi dời. khi thay màu thì các bạn nhớ đưa cho mình sợi len màu xanh lá vào giữa kim với sợi len xanh ngọc sau đó móc vào đây mũi dời ha. Ngút lại nè móc lên một mũi móc xích thì cái sợi len màu xanh lá nó sẽ đi theo cái đường móc này nhưng mà ở hàng này á, các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn và mình không có dấu sợi len màu xanh lá nha để sợi len màu xanh lá ở vị trí đó móc mỗi chân là một mũi móc đơn bằng cái sợi len xanh ngọc nè móc tương tự cho đến cuối hè móc đến cuối hàng thì kết thúc vòng đâm kim vào cái chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời guốc lại cho cái mũi dời của mình nó nhỏ lại ha nhớ là khi các bạn kết thúc vòng thì mình đưa cái sợi len màu xanh lá vào giữa kim với lại cái sợi len xanh ngọc để mình đưa cái sợi len xanh lá lên hàng thứ hai ha guốc lại nè móc lên một mũi móc xích Hàng này tiếp tục móc thêm cho mình một hàng màu xanh ngọc nữa, mỗi chân móc một mũi móc đơn và không cần phải giấu sợi len xanh lá ha. Móc tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi hoàn tất được hai hàng màu xanh ngọc thì mình sẽ kết thúc được cái phần chia mai như thế này. Hàng kế tiếp thì các bạn sẽ thay màu và mình kết thúc thêm một hàng màu xanh lá ha. Đến đây thì mình sẽ thay màu nè, sau đó đâm kim vào chân của mũi đầu tiên ở hàng móc này móc một mũi dời, quút lại cho mũi dời của mình nhỏ lại sau đó kéo sợi xanh ngọc ra ha, mình sẽ không cần sử dụng màu xanh ngọc nữa các bạn sẽ cắt sợi xanh ngọc đi, quút lại cho cái mũi dời mọi nhỏ lại nè, móc lên một mũi móc xích, ta sẽ móc mỗi chân làm một mũi móc đơn cho đến cuối vòng. Và lưu ý cái sợi len thừa của phần xanh ngọc mà mình vừa cắt đi, các bạn sẽ móc dấu luôn vào trong mũi móc ha. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc, móc tương tự cho đến cuối vòng. Khi hoàn tất được hàng màu xanh lá ở phía dưới rồi mình sẽ có được phần mai ruồng như thế này ha. Kết thúc cũng đâm kim vào chân đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Thì phần mai rùa mình sẽ sử dụng tiếp cái sợi len này để mình móc phần viền Nên các bạn lúc này khoan hãy cắt len ha Mình sẽ đưa cái phần mai này qua một bên và mình sẽ móc cái phần thân dưới Để móc cái phần thân dưới thì các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn Móc và kéo len qua vòng tròn Móc lên một mũi móc xích Đối với cái phần thân dưới thì công thức móc nó sẽ y chang như là cách mà các bạn móc ở cái phần mai rùa Nhưng mà mình sẽ bỏ ở cái vòng móc đầu tiên đi ha Vòng móc đầu tiên của mình là 6 mũi móc đơn, các bạn sẽ bỏ cho mình cái vòng móc đó đi. Mình sẽ móc từ cái vòng móc thứ hai. Thì vòng móc thứ hai của mình có 12 chân móc, các bạn sẽ móc cho mình vào vòng tròn đầu tiên của cái phần thân dưới là 12 mũi móc đơn ha. Mũi móc đơn đầu tiên nè. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Móc đơn thứ sáu. Móc đơn thứ bảy Móc đơn thứ 8 Mũi móc đơn thứ 9 Móc đơn thứ 10 Móc đơn 11 Và mũi móc đơn thứ 12 Khi có được 12 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên rồi, đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc vào đó một mũi dời Cuốt lại cho mũi dời của mình nhỏ lại ha. Móc lên một mũi móc xích Thì vòng đầu tiên hoàn tất tạo ra 12 chân cho vòng thứ hai. Thì lúc này 12 chân này nó sẽ tương tự giống như 12 chân móc của hàng móc thứ hai ở cái phần mai rùa. Tức là ta sẽ có các cái mũi tăng ở cái vòng móc thứ hai của phần mai rùa này. Thì từ hàng móc kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình tương tự như phần mai rùa, tức là mình sẽ có hàng thứ hai là một móc đơn sau đó là mũi tăng. Kế tiếp sẽ là hai mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng và đảo công thức ha. Tiếp theo là ba mũi mỗi chân bốn mũi mỗi chân. Các bạn cứ tăng dần cho mình cho đến khi mình đạt được cái vòng cuối cùng bằng với công thức ở vòng cuối cùng của phần mai. Thì vòng này của mình sẽ là một móc đơn sau đó là mũi tăng nè Ta có được cộng đầu tiên ha. Móc tương tự cho đến cuối vòng. Khi móc đến cuối vòng thì cộng thứ sáu cũng là cộng cuối cùng ở hai chân cuối cùng ha. Ta sẽ hoàn tất được vòng móc này với 6 cụm móc. Tiếp tục kết thúc vòng đâm kim vào chân của mũi đầu tiên móc một mũi dời và rút lại cho mũi dời của mình nhỏ lại. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Các vòng móc kế tiếp thì tiếp tục tăng mũi cho mình tương tự giống như cách mà mình tăng ở phần mai rùa này. Vòng kế tiếp của mình là hai mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng. Thì lúc này các bạn cũng có thể đảo công thức cho mình ha. Mình sẽ móc một đơn, một tăng. Sau đó là một đơn, các bạn móc tương tự cụm này theo các chân móc còn lại cho đến cuối vòng Sau đó mình sẽ tăng thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa Cứ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi ha Ta sẽ tăng tương tự giống như phần mai rùa cho đến khi mình đạt được cái vòng cuối cùng Nó sẽ bằng với vòng tăng mũi cuối cùng ở cái phần mai rùa là được Thì mai rùa của mình sẽ dừng lại ở cụm móc 4 mũi mỗi chân Mũi tăng và 4 mũi mỗi chân ha sau khi đã móc cho mình thêm nhiều vòng móc thì lúc này cái vòng tăng cuối cùng của cái phần thân dưới nó đã bằng với công thức của cái phần tăng mũi cuối cùng ở phần mai rồi ha mình sẽ có được cái phần thân dưới với cái độ xòe ra như thế này nó không có bị bo gấp như là cái phần mai ha và lúc này số mũi móc cuối cùng nó đã bằng với số mũi móc của phần mai rồi các bạn sẽ kết thúc vòng Khi gút cho cái mũi dời nhỏ lại thì kéo dài sợi len lên sau đó mình sẽ cắt một đoạn len vừa đủ dài để mình khâu cái phần mai dưới với lại cái phần mai trên ha. Sợi len lúc này đang nằm ở mặt trên nè, đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc kế bên. Sau đó mình sẽ kéo cái sợi len ra phía sau. Ta có được phần thân dưới. Dùng kim khâu xỏ sợi len vào trong kim khâu và mình sẽ khâu cái phần thân dưới với phần mai Lúc này tổng số mũi móc nó đã bằng nhau rồi ha. Các bạn sẽ gặp cho mình hai cái mặt lại với nhau nè. Mình sẽ ốp hai mặt trái của sản phẩm lại với nhau ha. Ở cái phần thân mai rùa á thì các bạn sẽ đâm vào đường nằm bên dưới, còn ở cái phần thân dưới mình sẽ đâm luôn vào chân móc nè. Thì ta sẽ đâm vào hai chân móc tương đương với nhau ha. Đây là phần mai rùa này thì đâm kim vào chân đầu tiên, và mình sẽ đâm kim vào cái chân nằm bên dưới, tức là nằm bên trong ha. Còn phần thân dưới thì mình sẽ đâm luôn vào chân móc nè Sau đó các bạn sẽ rút lại ha Các bạn sẽ làm tương tự như vậy cho mình cho khoảng tầm 2 đến 3 chân móc Từ bên dưới của phần mai và nguyên chân móc của phần thân dưới nè Tiếp tục hóa chân thứ ba nè Đường nằm bên dưới của phần mai Chân móc của phần thân dưới khi các bạn đâm kim cho mình khoảng tầm 3 cho đến 4 mũi rồi thì mình sẽ gút thật mạnh lại cho cái đường khâu của mình nó khít lại ha sau khi khâu đến gần hết thì còn một khoảng trống các bạn sẽ nhồi gòn cho mình vào bên trong cho cái phần mai của mình nó được cứng cáp hơn sau đó mình sẽ khâu cho đến hết vòng và khi kết thúc vòng thì mình sẽ giấu cái sợi len mà mình đang khâu vào trong mũi móc thì cái màu len mà mình khâu mình sử dụng màu ngọc nên các bạn sẽ giấu cho mình ở phần thân dưới ha để ta không có bị thấy mũi móc giấu len thì các bạn sẽ lùi cho mình về một đường móc để mình khâu cho cái đường khâu của mình nó không có bị tuột ha cắt len nè ta sẽ có được phần mai ruồng như thế này bây giờ mình sẽ tạo cái đường viền cho phần mai ha từ cái sợi len mà mình không có cắt ở phần thân trên á các bạn sẽ kéo lại nè mình sẽ chia cái cụm của cái hàng móc ra làm hai phần tức là đoạn chính giữa hai cái màu mà mình tạo cái đường gân cho phần mai nè thì chia tổng số mũi móc này ra chia đôi mình sẽ móc cái phần mai ở bên dưới ha thì đối với cái phần xòe ở bên dưới này các bạn có thể móc tùy thích ở đây mình sẽ tạo những cái họa tiết hoa văn cho cái đường mai của mình ha Ta sẽ chia đôi mỗi cái đường gân ra Các bạn sẽ móc cho mình 5 chân ha Chân đầu tiên mình sẽ móc mũi móc đơn Vào cái đường nằm bên ngoài khi mà mình chừa ra nè Chân đầu tiên một mũi móc đơn Chân thứ hai sẽ móc cho mình hai mũi nửa kép Mũi nửa kép đầu tiên Và mũi nửa kép thứ hai vào cùng chân móc chân thứ ba cũng tương tự như chân thứ hai móc hai mũi nửa kép chân thứ tư sẽ móc cho mình mũi đơn và chân thứ năm mình sẽ móc mũi dời để kết thúc ha như vậy là ta sẽ có được cái họa tiết hoa văn như thế này cho phần mai rùa nè các bạn tiếp tục móc tương tự cho mình cái họa tiết này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ha năm chân thì chân đầu tiên móc một mũi móc đơn Chân thứ hai sẽ móc cho mình hai mũi nửa kép cùng chân móc để mình nâng cao cái độ cao của cái họa tiết lên ha. Tiếp tục chân thứ ba thì tương tự như chân thứ hai, móc hai mũi nửa kép. Chân thứ tư thì mình sẽ móc một mũi móc đơn và chân thứ năm móc một mũi dời. Họa tiết này các bạn cũng có thể thay đổi tùy thích ha, mình có thể móc một hàng mũi đơn, một hàng nửa kép cũng được. Móc tương tự cho đến cuối ha. Sau khi móc đến cuối thì ta sẽ có được họa tiết cho cái phần thân ruồng như thế này. Kết thúc thì đâm kim vào chân của mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời, kéo dài sợi len và cắt len. Đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc ta móc mũi dời kết thúc, kéo sợi len ra phía sau và giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Mình sẽ có được hoàn tất cái phần mai ruồng như thế này ha. Bây giờ mình sẽ móc cái phần đầu. Phần đầu thì ở đây mình đã móc tổng cộng là 5 hàng móc tăng mũi nè. Thì cách tăng mũi tương tự giống như là cái phần miracle, công thức mình có để trên màn hình ha. Vòng đầu tiên với 6 mũi móc đơn. Vòng thứ hai với 6 mũi tăng. Vòng thứ ba là 6 cụm 1 đơn và 1 tăng. Vòng thứ tư là 6 cụm 1 đơn, 1 tăng và 1 đơn, tức là đảo công thức. Và vòng thứ năm mình có 6 cụm 3 mũi mũi chân sau đó là mũi tăng. Ta sẽ có được kích thước của cái phần đầu như thế này. Những bạn nào mà tăng sai ở phần mai rùa thì các bạn cứ tăng một nửa so với tổng số mũi móc ở phần tăng của phần mai rùa là được ha. Ở đây mình sẽ có tổng cộng là 5 vòng móc tăng mũi cho phần đầu nè. Thì tiếp tục kết thúc vòng của cái vòng thứ năm này ha. Đâm kim vào chân của mũi đầu tiên móc một mũi dời. Gút lại cho mũi dời nhỏ lại và lên một mũi móc xích. Từ vòng móc thứ sáu thì mình sẽ móc đều không cần phải tăng mũi nữa. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình khoảng tầm 2 cho đến 3 vòng móc, tức là mình sẽ móc bằng một nửa so với cái số vòng móc tăng ở bên trên ha. Ở đây mình sẽ móc tổng cộng là 3 vòng móc đều không tăng mũi ha. Những bạn nào mà tăng mũi ở bên trên thì mình cứ bằng một nửa của cái phần tăng mũi là được. Bây giờ mình sẽ bo nhỏ lại cho cái phần đầu của mình nó dần dần nhỏ lại tạo cái phần cổ bên dưới ha. Để bo lại thì để ý ở cái vòng tăng cuối cùng của cái phần đầu bên trên Công thức của phần tăng cuối cùng ha mình có là 3 mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng nè Đây là công thức của hàng cuối cùng Thì các bạn sẽ bê cho mình cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân của cái vòng này Vòng này của mình ha, 3 mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng Thì các bạn bê cho mình cái số mũi móc đơn lẻ xuống Mình có 3 mũi mỗi chân nè B xuống phía dưới ha, các bạn sẽ móc cho mình 3 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. Những bạn nào mà tăng sai thì cứ bê cho mình cái số mũi móc đơn lẻ của hàng tăng cuối cùng xuống phía dưới là được ha. 3 mũi mỗi chân. Khi có được 3 mũi mỗi chân rồi, chân kế tiếp ở phần tăng mũi là mình móc 2 mũi cùng chân móc. Còn bây giờ mình sẽ giảm mũi ha. Các bạn sẽ chụm cho mình hai chân liên tiếp lại thành một mũi. Cách chụm sẽ như sau. Ta đâm kim vào chân móc thứ ba nè. Sau đó kéo len qua chân móc thứ ba. Các bạn đừng có kéo dài len quá ha. Giữ nguyên vị trí này sau đó đâm kim vào chân móc kế bên kéo lên khi trên kim được ba đường móc thì kéo lên qua hết các đường trên kim như vậy là ta sẽ hoàn tất được cái cụm móc ở vòng này ba mũi mỗi chân sau đó là mũi giảm nè móc tương tự cho đến cuối vòng mình sẽ có là ba mũi mỗi chân mũi đầu tiên mũi thứ hai và mũi thứ ba sau đó sẽ là mũi giảm ha lần lượt đâm kim vào hai chân móc nè chân đầu tiên tiếp tục chân thứ hai sau đó kéo len qua hết ba đường trên kim ta sẽ có được mũi giảm tương tự cho đến cuối sau khi móc đến cuối vòng thì cụm cuối cùng cái mũi giảm của cụm cuối cùng cũng nằm ở hai chân móc cuối ha ta có tổng cộng 6 cụm móc như thế này phần đầu nó đã có độ bo nhỏ dần lại rồi nè tiếp tục kết thúc vòng này thăm kim vào chân của mũi đầu tiên móc một dời, cuốc lại lên một xích Hoàn tất được hàng giảm mũi rồi hàng kế tiếp xen kẽ sẽ là một hàng mình móc đều, không giảm mũi nha. Hàng mình vừa giảm mũi nó sẽ tạo ra tổng cộng là 24 chân móc. Ta sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn. Thì vòng thầy mình sẽ có là 24 mũi móc đơn ha. Vào 24 chân. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Sau khi kết thúc vòng rồi nè. Thì đến vòng móc kế tiếp các bạn tiếp tục xen kẽ cho mình một hàng giảm mũi nữa thì giảm mũi nó sẽ khác với cái hàng tăng mũi ha mình sẽ giảm cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân xuống một mũi cho từng hàng móc thay vì là tăng mũi như là cái phần tăng ở trên mai nè thì ở bên trên của mình là ba mũi mỗi chân sau đó là mũi giảm các bạn sẽ giảm cho mình cái số mũi móc đơn lẻ xuống một mũi mình sẽ có là hai mũi mỗi chân sau đó là mũi giảm ha ta sẽ có mũi móc đơn đầu tiên vào chân đầu tiên nè móc đơn thứ hai khi có được hai mũi mỗi chân rồi hai chân kế tiếp sẽ móc cho mình mũi giảm ha thì tương tự giống như cái hàng bên trên nè. Mũi giảm thì lần lượt đâm kim vào hai chân móc, sau đó kéo len qua hết ba đường trên kim. Như vậy là ở vòng móc này mình sẽ có được cụm móc như thế này ha. Thì cái vòng này nè, các bạn để ý cho mình cái số mũi móc đơn là em mũi chân đang là số chẵn, mình cũng có thể đảo công thức ha. Các bạn cũng có thể móc cho mình cụm như sau. Ta có một móc đơn, sau đó là mũi giảm. Tiếp tục là mũi móc đơn. Mình cũng có được cụm móc này cộng lại mình cũng có hai mũi mỗi chân sau đó là mũi giảm móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng sau đó kết thúc vòng này thì móc thêm cho mình một hàng móc đều nữa hàng móc đều tức là mình sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn và không giảm mũi nè tiếp tục xen kẽ sẽ là một hàng giảm mũi ha hàng giảm mũi kế tiếp thì mình cũng giảm số mũi móc đơn lại e xuống một mũi ở đây của mình hai mũi thì giảm xuống còn một mũi ha một mũi sau đó là mũi giảm những bạn nào mà tăng sai thì cứ giảm dần cho mình như vậy một hàng giảm và một hàng móc đều cho đến khi mình còn cái vòng cuối cùng tạo ra 12 chân móc là được. Sau khi hoàn tất được cho mình cái vòng cuối cùng của mình là một móc đơn sau đó là mũi giảm nè. Thì cái vòng đó nó sẽ tạo ra tổng cộng là 12 chân cho các vòng móc kế tiếp. Tiếp tục móc thêm cho mình 3 vòng móc móc đều nữa. Mình sẽ có được cái chiều cao của phần cổ ha. Hoàn tất được cái phần đầu rồi nè. Thì các bạn sẽ kéo pha móc mình cắt một đoạn len vừa đủ dài. Sử dụng đoạn len đó mình khâu vào trong thân ha. Như vậy là ta sẽ có được cái phần đầu Nhồi cho mình một ít gòn và canh chỉnh nè Tiếp tục sẽ là phần chân Thì phần chân các bạn sẽ móc cho mình hai vòng móc đầu tiên tương tự giống như là phần đầu Vòng đầu tiên của mình là 6 mũi móc đơn Và vòng thứ hai của mình là 6 chân đó Mỗi chân móc cho mình mũi tăng Ta có được 12 mũi cho vòng móc thứ hai Thì đối với phần chân của mình nó sẽ tạo ra cái độ rộng ở hai vòng móc thôi ha các phần móc kế tiếp thì mình sẽ móc đều không cần phải tăng mũi nữa mỗi chân móc cứ móc một mũi móc đơn các bạn sẽ móc cho mình thêm tổng cộng là 6 cái hàng móc móc đều Tức là phần chân của mình sẽ có tổng cộng là 8 hàng móc ha Những bạn nào mà tăng sai thì cứ tăng thêm một vòng móc ở đây sau đó móc đều ha Phần chân thì các bạn sẽ móc cho mình 4 chân như nhau Khi hoàn tất thì cắt một đoạn len vừa đủ dài Sau đó nhồi gòn vào bên trong và mình sẽ khâu vào trong thân của rùa ha Bây giờ mình sẽ móc cái phần đuôi Đuôi thì các bạn tạo cho mình một vòng tròn Móc và kéo len qua vòng tròn Móc lên một mũi móc xích, sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 6 mũi móc đơn ha móc đơn đầu tiên móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu sau khi hoàn tất được 6 mũi vào vòng tròn đầu tiên rồi nắm sợi len ngắn gút lại cho vòng tròn nhỏ lại và đâm kim vào chân của mũi đầu tiên móc một mũi dời khi kết thúc thì nhớ kéo sợi len lại cho cái mũi dời nhỏ lại ha móc lên một mũi móc xích hàng thứ hai thì mình sẽ tăng hai mũi ở vòng móc thứ hai các bạn móc cho mình cụm móc như sau hai chân đầu tiên mình sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn chân đầu tiên một mũi nè chân thứ hai cũng móc một mũi móc đơn được hai mũi móc đơn vào mỗi chân móc rồi chân thứ ba sẽ móc cho mình mũi tăng ha như vậy là ở cái vòng móc này mình sẽ có được cụm móc như thế này hai mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng móc tương tự cụm này cho mình cho ba chân còn lại ha mình cũng có nè hai mũi mỗi chân mũi đầu tiên mũi thứ hai sau đó mũi tăng sẽ móc ở chân cuối cùng của cụm ha. Hoàn tất được vòng móc này thì mình sẽ tạo ra tổng cộng là hai cụm móc như thế này, ta tăng được hai mũi. Kết thúc đâm kim vào chân đầu tiên, móc một mũi dời, rút lại sau đó lên một xích. Khi tăng mũi ở cái vòng móc thứ hai rồi thì vòng móc thứ ba xen kẽ sẽ là một hàng móc móc đều ha. Mình có 8 chân ở vòng móc thứ hai thì tạo ra 8 chân cho vòng móc thứ ba. Vòng thứ ba móc cho mình mỗi chân một mũi móc đơn, mình sẽ có 8 mũi móc đơn vào 8 chân. Đây, 8 mũi móc đơn vào 8 chân ha. Móc đều cho mình cho đến hết. Hoàn tất được hàng móc thứ ba tạo ra 8 chân cho vòng kế tiếp thì vòng kế tiếp xen kẽ sẽ là một hàng tăng mũi ha. Cách tăng mũi thì mình cũng làm tương tự giống như phần thân, tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi. Của mình hàng phía trên của mình là hai mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình là ba mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng ha. Móc cho mình ba chân đầu tiên mỗi chân là một mũi nè. Chân đầu tiên một mũi. Chân thứ hai một mũi. Và chân thứ ba một mũi, Kế tiếp sẽ là mũi tăng ha, hai mũi móc đơn vào cùng chân móc. Thì như vậy là ở vòng móc này mình sẽ có được cụm móc như thế này. Ba mũi mỗi chân và mũi tăng. Móc tiếp tục cho mình cụm này cho các chân còn lại cho đến cuối ha. Mình sẽ có thêm một cụm như vậy nữa. Kết thúc vòng móc này thì ta sẽ tăng lên được hai mũi cho vòng này, mình tạo ra được 10 chân móc cho cái vòng móc kế tiếp. Móc tương tự cụm này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối nè. Sau khi hoàn tất cho mình được hàng tăng mũi rồi thì tiếp tục hàng kế tiếp xen kẽ sẽ là một hàng móc đều không tăng mũi. Ở đây mình có 10 mũi móc đơn tạo ra 10 chân cho vòng kế tiếp thì các bạn sẽ móc cho mình 10 mũi móc đơn vào 10 chân đó ha. Hoàn tất được hàng móc đều rồi hàng kế tiếp mình sẽ tiếp tục tăng mũi ha. Các bạn sẽ tăng tịnh tiến thêm cho mình cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi. Hàng phía dưới của mình là 3 mũi, sau đó là mũi tăng. Thì bây giờ các bạn tiếp tục móc cho mình là 4 mũi mỗi chân, sau đó là mũi tăng ha. mũi đầu tiên nè tiếp tục mũi thứ hai mũi thứ ba và mũi thứ tư có được bốn mũi rồi chân kế tiếp móc cho mình mũi tăng sau đó mình sẽ móc tương tự cụm này cho các chân còn lại cho đến cuối vòng thì ta sẽ tăng được hai mũi móc cho vòng móc này những bạn nào mà tăng sai thì hàng kế tiếp tiếp tục móc đều ha sau đó tiếp tục tăng mũi và móc đều cứ xen kẽ như vậy cho đến khi mình đạt được chiều cao của cái phần đuôi này nó có thể thấp hơn so với phần chân khoảng tầm 2 cho đến 3 hàng móc nha khi mình ướm vào trong thân của rùa thì nó sẽ có được một cái độ dài như thế này khi đã hoàn tất cho mình được đuôi bốn chân cũng như là đầu rồi bây giờ mình sẽ tiến hành khâu lại để khâu cái phần đầu thì các bạn sẽ gặp cho mình theo cái chiều của cái mũi mà mình vừa kết thúc nè sau đó ở cái phần thân của rùa thì mình sẽ khâu ở cái hàng móc cuối cùng mà mình khâu với cái phần thân dưới mình sẽ đâm kim vào hai cái đường móc nằm ngang ha. Đây, đâm kim vào cái chân móc nha, nó sẽ không có lỗ ở phía dưới nè. Thì phần thân mình sẽ đâm kim vào chân móc nằm ngang. Chân mình vừa đâm lên thì tiếp tục đâm xuống rồi đâm lên ha. Sau đó đâm xuống rồi đâm lên nè, đâm ngang như thế này. Còn đối với cái phần đầu á thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào hai cái đường móc thẳng hàng với nhau. Sau đó tiếp tục phần thân thì đâm kim vào cái chân móc nằm ngang ha cái chân móc mình vừa đâm kim lên thì đâm xuống sau đó đâm qua cái chân kế tiếp nè tiếp tục đâm lên cái phần đầu thì đâm vào hai cái đường móc song song với nhau các bạn sẽ khâu tương tự như vậy cho hết cái phần đầu ha Khi khâu một đoạn thì nhớ guốc lại cho cái đường khâu của mình nó chắc chắn. Khi khâu cái phần đầu để giúp cho phần đầu của mình nó dựng lên sát với phần thân thì các bạn tiếp tục khâu cho mình một mép ở bên trên của phần thân ha. Mình sẽ khâu theo cái chiều tam giác này với phần thân, cũng như là cái phần đầu mình cũng khâu theo những cái mũi mà tương đương với nhau. Đây thì mình sẽ đâm chéo lên trên cái phần thân ha sau đó ở cái phần đầu mình cũng đâm chéo vào hai đường móc tương ứng với nhau sau đó các bạn sẽ khâu cho mình cho đến hết khi khâu thì nhớ guốc lại cho đường khâu của mình nó sát lại thì cái phần đầu của mình nó sẽ đứng vững trên cái thân của mai rùa hơn ha khâu một bên rồi nè mình sẽ tiếp tục khâu bên còn lại cho đến hết sau khi khâu hoàn tất thì phần đầu của mình nó sẽ dựng đứng lên so với cái phần mai nè hoàn tất được cái phần đầu rồi mình sẽ khâu cái phần đuôi ha thì phần đuôi các bạn sẽ giống nó thẳng hàng với lại cái phần đầu và đối xứng với phần mai nè xỏ sợi len vào trong kim khâu ta cũng gặp theo cái mép mà mình vừa kết thúc của cái hàng cuối cùng nè Phần đuôi cũng như chân thì mình sẽ khâu ở cái mặt dưới của mai rùa ha, chứ không có khâu ở bên trên của họa tiết nữa. Đặt theo cái vị trí tương đương như thế này, sau đó ở cái phần thân dưới mình cũng đâm kim vào hai đường móc nằm ngang. Còn cái phần đuôi thì mình sẽ đâm kim vào hai chân móc song song với nhau ha. Các bạn cứ lần lượt khâu như vậy cho mình cho đến hết nè. Phần mai thì đâm kim vào hai đường móc nằm ngang. Còn phần đuôi thì đâm kim vào hai chân móc song song ha. khâu hoàn tất được phần đuôi rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục khâu cái phần chân nè thì phần chân các bạn sẽ đối xứng với cái phần đầu ở đây mình có sáu cái đường gân của phần mai nè thì các bạn sẽ khâu cho mình ở mép của mai ở giữa của họa tiết ha đây mình sẽ khâu một bên chân như thế này thì khâu phần chân nó sẽ khác với cách mà mình khâu đuôi các bạn sẽ khâu cho mình hai mặt của cái phần chân luôn nè nhồi gòn vào bên trong ha sau đó mình sẽ khâu một đường trước chứ không đâm vào hai đường song song khâu một đường trước thì cái đường này các bạn sẽ khâu cho mình với cái hang móc cuối cùng của cái phần thân dưới ta cũng đâm kim vào đường móc nằm ngang của phần thân dưới ha còn cái chân móc của phần chân thì đâm kim từ ngoài vào trong ha sau đó tiếp tục đâm kim vào cái phần mai phía dưới các bạn sẽ khâu tương tự cho mình cho đến hết ha đến hết một nửa của phần chân Khi khâu được một nửa của phần chân rồi các bạn tiếp tục khâu cho mình cái điểm còn lại Thì điểm còn lại mình sẽ đâm kim lên cái hàng móc bên trên của cái phần thân dưới Sau đó mình sẽ khâu lại ở cái phần còn lại của chân ha Với cái đường móc nằm ngang của cái hàng kế tiếp này nè Khi khâu được một đoạn thì các bạn nhớ guốc lại cho cái đường khâu của mình sát lại ha để họa tiết của mình nó không có bị lộ cái phần gòn bên trong ha sau khi khâu hoàn tất phần chân rồi thì dấu sẽ len thừa vào trong và các bạn tiếp tục khâu cho mình ở ba chân tiếp theo ha khâu tương tự như vậy sau khi đã khâu hoàn tất được bốn chân rồi ha mình sẽ có được một cái chú rùa xinh xắn như thế này Việc mà mình khâu cái phần chân rùa như vậy nó sẽ giúp cho thân rùa đứng trên bốn chân ha. Sau đó các bạn tiếp tục sử dụng cho màu mình một ít phấn má hoặc là màu cũng được. Mình bôi vào cái chân để trang trí cho họa tiết chú rùa nè. Cũng như là bôi má hồng bên trên ha. Bây giờ mình sẽ khâu cái phần miệng. Phần miệng thì sử dụng cho mình màu len đen ha, xỏ sợi len vào trong kim khâu. Ta sẽ chọn một vị trí ở hàng móc thứ ba và thứ tư luôn cái sợi len vào trong nè sau đó để khâu lại thì đâm va cái chân móc kế bên và đâm lên chân kế tiếp ha kéo sợi len sau đó tiếp tục lùi kim về cái vị trí của cái chân mà mình vừa đâm kim xuống đây đâm và đâm qua cái chân móc kế tiếp mà mình vừa đâm lên ha các bạn cứ làm tương tự như vậy cho đến khi mình đạt được độ rộng của phân miệng Như vậy là ta sẽ hoàn tất được một cái chú rùa xinh xắn như thế này. Mẫu này thì các bạn có thể giảm size để mình làm móc khóa cũng được, hoặc mình có thể tăng size để làm thú ôm ha. Mình cũng có thể sử dụng nhiều loại len khác nhau nè. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công.